mẫu chuyện tiếp theo. Pháp diệt Messi. Sau tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, lúc Đức Thầy khai đạo Phật giáo Hòa Hảo tại Tổ đình Hòa Hảo, ngày ngày bá tánh khắp nơi tới lui xin nhờ Ngài trị bệnh, xin thuốc, nghe thuyết pháp, xin quy y hay biên chép kinh giảng về tu học. Tuy nhiên, Phật pháp thâm sâu và bao la như biển cả, cây rừng, khó mà lãnh hội hết được. Còn người mới bước chân vào cửa đạo thì còn biết bao điều chưa hiểu biết, còn ngại nghi ngờ vực vì chưa thấu hiểu nên thắc mắc tìm tòi. Một ngày tiết đông thiên về khá lạnh lẽo nhưng tôi chẳng thấy lạnh. Phải chăng vì đang nôn nóng muốn tìm hiểu rõ về đạo pháp nên từ làng Kiến An Chợ Mới sang đò qua Hòa Hảo tới Tổ đình mong gặp Đức Thầy nhờ giải nghi những điều tôi chưa tự giải được. Tôi chờ đợi lúc thưa vắng người, tới gần thưa hỏi: Bạch Thầy, trong kinh Phật dạy tam độc là tham sân si. Theo trí cạn của tôi hiểu là muốn trừ tánh tham thì tôi đừng nên ham muốn vật chất nào hết, cũng như muốn trừ sân độ thì chẳng nên nóng giận dù việc ấy có lớn hay nhỏ, làm trái nghịch lòng mình. Duy còn cái si mê, tôi không biết diệt trừ cách nào, nhờ Thầy từ bi chỉ dạy. Muốn diệt mê si, tâm mình phải giác. Câu trả lời khá ngắn gọn. Tôi muốn hỏi thêm thì có người bệnh nặng chở tới nên Đức Thầy lo chữa bệnh. Sau này qua thời gian tu học theo tôn chỉ và giáo lý, tôi mới nhận ra mê si tức vô minh chính là nguồn gốc của sanh tử luân hồi, còn giác ngộ là giải thoát sanh tử. Thế nên người tu mục đích là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Song con đường từ chúng sanh đến Phật quả là cả quá trình cam go thử thách, phải chiến đấu từng phút giây với mê lầm vọng tưởng đã có từ vô thỉ trong mỗi chúng sanh. Vì thế Đức Thầy dạy chỉ: Ác thứ 10 đoạn chót mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thỉ, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhẫn ngụy làm chơn, lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng cần biết tinh thần đạo đức, dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh rỉnh đời cực khổ tan thương. Khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác, diệt mê si phải nương thuyền giác. Khuyến thiện. Tôi nhận thức lời dạy của Đức Thầy vô cùng chính xác về chân lý Phật Đà. Theo lời kể của ông Đặng Thành Tựu. Mẫu chuyện tiếp theo: Pháp diệt căn trần. Sau mấy tháng khai đạo, ngày nọ từ chợ Giàm làng Phú An, quận Tân Châu, tôi chạy xe đạp xuống nhà ông cả, Tổ đình Hòa Hảo, hỏi Đức Thầy: Thưa Thầy, pháp diệt lục căn đừng nhiễm lục trần, phải hành sao cho xác nghĩa? Phương pháp chẳng thiếu gì, nếu nói mấy ngày cũng không hết, nhưng chủ yếu do tâm quán tưởng. Dạ thưa, quán tưởng thế nào? Quán tất cả muôn loài vạn vật ở cõi trần đều tạm giả. Đã tạm giả thì làm sao tồn tại được? Nhận thức rõ như thế, tâm mình không còn nhiễm ô. Cho dù học bao nhiêu đi nữa mà tâm còn ô nhiễm trần thì chẳng đi đến đâu. Tôi nhớ lại lời giảng dạy của Đức Tôn Sư: Tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làng mây, thân ta còn rày đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Khuyến thiện. Theo lời kể ông Hương Hào Phỉ: Ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chi tâm. Quyển 5. Mẫu chuyện tiếp theo: Hạnh nhẫn nhục. Tôi quê vùng cao lãnh Kiến Phong, nay thuộc Đồng Tháp.
sớm nhận thức cuộc đời đầy đau khổ, vạn vật vốn vô thường, nên tìm đến Thiên Cấm Sơn, tức núi Cấm Châu Đốc. Sau khi viếng mấy thắng cảnh thiên nhiên giữa rừng núi âm u thất sơn huyền bí, khách hành hương thấy lòng mình an nhiên thanh thoát trước sự thiêng liêng. Tôi dừng chân tại đá dựng, lo bề tu tâm dưỡng tánh. Một buổi chiều mùa thu ngày 22 tháng 8 năm Kỷ Mão 1939, tôi cùng mấy bạn đạo ra thạch bàn nhìn mây trắng bay tỏa trùm rặng cây vách đá. Gió núi mơn man thổi nhẹ, mát cả lòng người. Tôi đứng trước cửa điện hóng mát, mắt đăm chiêu nhìn bầu trời xanh trong, nhìn xuống chân núi xa xa, thấy đoàn người như cái chấm đen từ từ tiến lên. Họ hiện dần ra, người đi trước độ tuổi 20, tướng mạo trang nghiêm, khoan nhã, nhưng khôi ngô tuấn tú, da trắng hồng hào, dáng cao hơn mọi người đi chung. Đoàn người tới nơi, đôi bên vái chào nhau. Qua lời thăm hỏi, tôi biết được người thanh niên kia là Đức Thầy Hòa Hảo. Mọi người đi chung đều là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Trong tôi đã có sự thầm kính. Đêm nay, đoàn người nghỉ đêm ở đây, sau thời cúng công phu chiều. Mọi người ngồi xung quanh nghe người thuyết đạo và hướng dẫn nhiều điều trong vấn đề tu hành. Tôi còn nhớ như in lời của Ngài: các ông muốn tu hành nên trừ tánh nóng giận, sân hận mới mong có kết quả. Ngài đưa ra câu hỏi: theo các ông, nếu có ai đó đem cho mình món quà mà mình một mực khước từ, thì người kia phải làm sao? Mọi người đều im lặng. Hồi lâu Ngài nói tiếp: nếu mình không nhận thì họ phải đem về. Cũng như thế đó, nếu có người dùng lời bất nhã hay nặng nhẹ đối với mình mà mình nhẫn nhịn được, lòng không chút sân hận, tất nhiên nghiệp quả của người kia phải thọ lãnh. Ôi, lời đạo lý kia làm cho tôi sáng ra. Sau này trên đường quy y tu học, tôi xem qua kinh sách và sấm giảng do Ngài sáng tác, thấy rõ hạnh tu trước tiên là trừ tánh nhân ngã, kế đến là không để kẹt vào thọ cảm, đó là đức bi, để về lần tới chân tâm. Vì vậy, nếu người tu cho dù có hành trì đến bao lâu đi nữa mà tánh nóng giận không diệt trừ, thì khó mong đạt được kết quả. Nhẫn nhục đệ nhất đạo, tiên tu trừ ngã nhân, thị lai vô sở thọ, tức chân bồ đề tâm. Đức Huỳnh giáo chủ dạy rất tỏ tường: ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Việc hung ác thể vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền. Chữ oán thù đáp lại chữ hiền, thì thù oán tiêu tan mất hết. Giác mê tâm kệ. Theo lời kể ông Phạm Văn Phẩm, thư ký ban trị sự xã Mỹ Hội Đông. Mẫu chuyện tiếp theo: Hạnh khiêm tốn, ông hai đấu cãi thầy. Ngày 2 tháng 4 vừa năm Giáp Thìn 1944, tại Cao Lãnh Đồng Tháp, vì lòng thương thầy mến đạo nên các ông hội trưởng và phó hội trưởng ban trị sự quận Cao Lãnh, ông hội trưởng xã Tân Tịch, Tân Thuận Tây, ông Hai Đấu và tôi, Sáu Triển, tổ chức lên Sài Gòn viếng thăm Đức Thầy. Phương tiện là chèo ghe Tam Bản bốn chèo, trải ba ngày mới tới. Bốn ông lên trước, hai chúng tôi nhờ các ông xin phép Đức Thầy cho hai chúng tôi được diện kiến. Được Ngài cho phép, nhưng dặn: sáng mai hãy lên. Đêm ấy tôi không sao ngủ được, trông cho mau tới sáng. Chúng tôi lên đường Sài Gòn, đi bộ quanh co một lúc, tới căn phố hai tầng. Bước vào thấy có cái quả đường như các ngôi chùa. Từ cửa bước vào thấy một thanh niên khôi ngô. Tôi nghĩ đây chắc là Đức Thầy. Ông Hai Đấu bật đứng lên cúi đầu xá. Ngài đứng nghiêm thân mình, hai tay buông thẳng, hơi cúi đầu đáp lễ:
dường như có một mãnh lực vô hình khiến tôi cũng bắt chước làm như ông hai đấu. Chào đáp lễ xong, ngài chỉ tay mời ngồi ghế và nhỏ giọng lên tiếng: Cảm ơn các ông chẳng ngại đường xa đến viếng thầy. Khi về nhà ráng thực hành y những điều tôi dạy trong sám giảng. Không biết ông hai đấu cảm kích như thế nào lên tiếng: Xin cho con được lại thầy. Vừa nói liền quỳ xuống. Đức thầy nghiêm sắc mặt, đưa hai tay ra chặn lại và nói: Không. Ông đấu cúi lại xuống. Ngài đưa hai tay ra đỡ dậy nói: Không không. Thế mà ông đấu quyết lại cho kỳ được. Ngài bước tránh không nhận cái lại. Đức thầy bước vào trong, lát sau trở ra. Trước sự ngại ngùng của ông hai đấu, ngài nghiêm nghị dạy: Trước mặt tôi á, việc tôi không đồng ý mà ông vẫn cố làm như vậy. Khi không có mặt tôi á, thì ông còn bướng bỉnh tới cỡ nào nữa. Ngừng một lúc, Đức thầy từ bi chỉ yếu điểm trong giáo lý Phật Đà, nhất là phương pháp hành đạo. Thời hạ nguyên, ma quỷ lộng hành, chúng hay á dị xưng Phật, xưng thầy. Họ giả danh thầy hoặc xưng thần thánh mà nhiễu hại thế gian. Ráng hành y theo tôn chỉ, sao sẽ gặp lại thầy. Nghe được lời dạy của Đức Tôn Sư kính yêu, tôi như được uống nước cam lồ. Lúc sau chúng tôi bước ra, thấy Đức thầy đang xem anh em rửa xe. Chúng tôi trình ra về. Ngài cũng đứng như tư thế nghiêm trang lúc đầu, đáp lễ như lúc mới vô. Những lời cảnh tỉnh của ngài, cho dù thời gian bao lâu, vẫn còn nguyên giá trị trong tôi. Quy y thì khá hành y. Bởi Đức thầy dạy khá tỏ tường. Chỉ thờ lại Đức Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ lúc còn sống và các vị anh hùng cứu quốc. Với những kẻ khác nên bỏ hẳn sự lại lục người sống, cho đến khi thầy mình cũng vậy, chỉ xá thôi là hành lễ. Và ngoài sự thờ Phật, tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những vị anh hùng của đất nước, không nên thờ vị tà thần nào mà mình không rõ căn tích. Trích trong Thờ Phượng, theo lời kể ông Bùi Tấn Triển. Chú thích: ông Bùi Tấn Triển, tức Sáu Triển, sinh ngày rằm tháng giêng năm Giáp Tý, 18 tháng 12 năm 1924, hiệu Thiện Hạnh, nguyên quán làng Tân An, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, Đồng Tháp. Quy y vào đạo năm Canh Thìn 1940, sống độc thân. Thủ khoa khóa Lê Văn Hai tại Bửu Sơn Tự, chùa Ghe, Kiến An, Chợ Mới, An Giang. Ngày 2 tháng 9 năm Đinh Mùi 1967, trước 330 khóa sinh, đuốc từ bi số 30. Có thể tóm tắt cuộc đời hành đạo của bác Sáu, một tín đồ Phật giáo hòa hảo chuyên tu. Trước tạ thế 3 ngày, Úc Chân đến thăm. Thế mà hôm sau bác cho người mời lên có lời tâm sự. Vừa tới, anh Chân nói: Bộ chú muốn trú trăng hay sao mà cho gọi gấp vậy? Không có gì, nhưng nếu không nói, sao sẽ không còn dịp nói với cháu. Trong 3 ngày tới, cháu đừng đi đâu nghe. Bộ chú không sống nữa sao mà nói lạ vậy? Đây là ý tôi muốn gặp cháu. Một, nếu chú tạ thế thì nên làm đám cho gọn hơn chú Bảy. Chú Bảy ưởng là không đọc điếu văn. Hai, một năm rưỡi qua, lúc chú bệnh, cháu có lời khuyên: bệnh hoạn nên tịnh dưỡng, sao cứ chụm lửa hoài? Nay trả lời luôn, đó là chú tu ngay cái lò lửa này đó. Úc Chân lẹ miệng hỏi: khi sắp về Phật, chú có cần nhờ đồng đạo tới hộ niệm hay không? Thôi, phần này khỏi phải làm phiền huynh đệ, chú tự niệm được rồi. Quả thật 3 ngày sau chú tạ thế, 9 giờ 15 ngày 9 tháng 9 năm Tân Mão 2011, thọ 88 tuổi. Anh Nguyễn Văn Chơn, tức Úc Chơn, kể trực tiếp với tác giả ngay tuần thất thứ 3 21 ngày của bác. Bửu Sơn Tự, chùa Ghe Sáu là di tích lịch sử Bửu Sơn Kỳ Hương,
Xưa, Đức Cố Quản Trần Văn Thành thường ở trên chiếc ghe độc mộc có 6 bổ chèo, sau để lại cho cậu hai nhà Láng Trần Văn Nhu. Xác nhận rõ 10 điều khuyến tu không phải do Đức Phật Thầy Tây An, mà xuất xứ do Hội Bồ Đề Đạo Tràng Châu Đốc xuất bản năm 1958, gồm 22 trang, trích từ trang 18 đến 20 trong quyển Sấm Giảng Trung Gian của Chưởng Quản Thiên Khai Huỳnh Đạo ghi, giám bút là Tây An Cư Sĩ, tức Phật Thầy Tây An, và quyển Thánh Giáo Chân Truyền 2 trang 114 của Cao Đại Giáo cũng ghi xuống cơ bút Tây An Cư Sĩ.